Chào các bạn ạ. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Ở thành phố Đà Nẵng mình hiện bây giờ đang có mưa lác rác. Theo dự báo thời tiết thì từ Quảng Nam cho đến Quảng Bình, những ngày tới đây sẽ có mưa. Ở ngoài kia thì mưa lớn hơn, ở mình thì mưa nhưng mà nhỏ thôi. Nắng đâu được vài ngày cũng đỡ. Sáng nay mình đọc có một bài, đó là thị trường đất nền cơ bản đã giảm sâu. Những nhà đầu tư có tiền mặt thì có nên mua đất nền tại thời điểm này hay là không? Thì theo dẫn dắt của tờ báo, các chuyên gia đều nhận định thì bây giờ cái giá bất động sản, đặc biệt là đất nền trên toàn quốc á, cơ bản nó giảm tương đối sâu rồi. Ở khu vực trung tâm thì giá nó ổn định hơn, còn từ trung tâm trở ra càng xa trung tâm á, thì cái giá nó sẽ giảm dần giảm dần. Những nơi chưa có hạ tầng hoặc là trước đây nó tăng sốt nóng quá nè, giá cơ bản nó giảm cũng đã 50% rồi. Thì đây là một cơ hội rất là tốt cho những người đang giữ tiền mặt để mua vào bất động sản. Rồi họ dẫn chứng thêm những cái nhận định của các chuyên gia. Các chuyên gia đều nhận định là quý tư này thị trường sẽ khởi sắc trở lại. Khi thị trường khởi sắc trở lại thì phân khúc đất nền sẽ là một trong những phân khúc được các nhà đầu tư rất là chờ đợi. Như các bạn biết, trong tất cả các phân khúc bất động sản, đất nền là một trong những phân khúc tăng nóng nhất. Hầu ảnh giảm thì ảnh giảm rất là sao, nhưng mà tăng nóng là rất là kinh. Đất này nó có một cái đặc điểm là chỉ có đất thôi chứ không có nhà ở cửa. Cho nên rất là tiện để đầu cơ, mua sang vứt đó, các bạn hiểu không? Đó. Thứ hai là cái giá của nó thì đa dạng. Vài trăm có, vài tỷ có, vài chục tỷ cũng có. Bất động sản mà chia lô là các bạn biết là cả nước Việt Nam của chúng ta là vô vàng vô biên đó. Đặc biệt là cái giá của nó đa dạng, cho nên là ai cũng có thể mua, ai cũng có thể đầu cơ được. Những năm trước đây, những cái quy định của chúng ta nó có phần thư thả các bạn. Nói chung là như vậy, có nghĩa là rất là nhiều người mua những mảnh đất khá là rộng, ví dụ như là vài ngàn mét vuông á, người ta mở con đường, ví dụ như là con đường như thế này các bạn này đó, người ta xin, người ta mở con đường vào, sau đó người ta chia lô ra đó, chia lô cắt đất ra, từ một mảnh lớn người ta chia ra nhiều lô nhỏ, nhiều lô nhỏ thì số tiền nó sẽ ít hơn, vài ba trăm là cũng có nhiều người tham gia mua lại rồi đó. Người này mua xong bán lại cho người khác bán lại cho người khác nữa. Cứ như vậy mà dần dần đại có giá đất đi lên. Đó. Các bạn ở địa phương đã từng chứng kiến ít nhất một lần trong đời là đất này ngay chỗ khu vực mình ở. Có những thời điểm nó sốt rất là kinh. Ở Đà Nẵng mình thì mình chứng kiến rất là nhiều rồi. Có thời điểm năm 2016, 17, 18, 19 là các bạn biết đất nền ở Đà Nẵng nó tăng kinh khủng đó. Ví dụ như đất nền ở Hòa Liên có những thời điểm chỉ trong vòng có 2 tháng thôi mà giá đã tăng gấp 2, gấp 3 lần. Rồi đỉnh điểm của nó là đất nó tràn về các vùng nông thôn. Ví dụ như là Hòa Quý, này, Hòa Phong, Hòa Châu, Hòa Bắc.
những cái vùng đất xa xôi ở huyện Hòa Vang á, mà người ta cũng lên tới đó người ta sang lùng người ta mua. Thậm chí là những miếng đất mà nó dính những cái bụi cay các bạn ạ, gốc tre gốc đồ chứ là ban ủi rồi bán hết đó. Hồi đó bán là cái giá lên đến 500, 600, 1 tỷ một lô các bạn ơi, chứ không phải ít đâu. Lúc đầu chỉ có 200 thôi, mà đãi lên gấp 5 lần là các bạn biết là giá nó kinh khủng đó. Cùng thời điểm đó một số địa phương tổ chức các phiên đấu giá đất, các bạn biết là khởi điểm chỉ có 200 triệu. Thậm chí có tỉnh là chỉ có 150 triệu thôi, nhưng mà đã có giá lên cả tỷ. Tôi nghĩ là nó tăng 4 gấp 5 lần đó. Khi đất này nó tăng là nó tăng như điên, tăng điên đảo luôn. Vì vậy mà rất là nhiều người đã đầu cơ đất này trúng lớn. Giai đoạn cách đây mấy năm đầu tư trúng lớn kinh khủng lắm. Nó tăng gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần là chuyện hết sức bình thường luôn. Chứ còn đầu tư một căn hộ hay là một cái căn xích hao không bao giờ có cái biên lợi nhuận như vậy. Không bao giờ luôn các bạn ạ. Chứ còn riêng đất này là làm được chuyện đó. Thì cái gì tăng quá nóng quá ảo thì gặp thị trường có biến, nó sẽ giảm, và nó giảm sao nhất. Cho nên nhiều người cho rằng cái giá bất động sản đất này đã giảm 50% vẫn chưa ăn thua. Tại vì trước đó nó đã tăng gấp 4, gấp 5 lần rồi thì cái việc giảm 50% đối với họ chưa phải là cái giá mà họ có thể vào tiền. Đó. Các nhà đầu tư lão làng họ cũng biết hết trơn, nhưng mà không biết đâu các bạn. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rẻ nhưng mà đối với họ chưa phải là rẻ. Tại vì nó xuất phát từ một cái vùng giá thấp đã tăng lên 4-5 lần rồi, bây giờ giảm 30% hoặc là 50% đối với họ vẫn còn cao. Đó. Quay lại câu chuyện là nếu có tiền thì có mua lại bất động sản đất này hay là không. Chuyên gia thì phân tích đủ kiểu ấy, cũng khuyến nghị này nọ. Khuyến nghị là các nhà đầu tư, những người có tiền là nên chấp cơ hội, vân vân đủ thứ. Nhưng mà nôm na là dòng tiền nó vẫn mất hút. Tất cả là do cung cầu thôi, cung cầu nó gặp nhau thì nó xảy ra giao dịch, còn cung cầu không gặp nhau là chịu. Sản phẩm của chúng ta hiện bây giờ đang rất là nhiều nhưng mà cái lực cầu vào nó quá yếu thì nó vẫn không thể xảy ra giao dịch được. Điều quan trọng hiện nay là cái gì các bạn biết không? Đó là giá cả và dòng tiền. Dòng tiền toàn xã hội của chúng ta đang rất là suy yếu. Nguyên nhân suy yếu thì chúng ta biết, chúng ta nắm thấy rồi. Kinh tế của chúng ta trì trệ, người dân mắc kẹt khắp nơi, cho nên cơ bản là không có tiền. Còn những người có tiền thì họ cũng phải lo phòng thủ. Khi nào kinh tế ổn định, mọi thứ tốt lên thì họ mới mua. Hoặc họ có mua ra chăng nữa nhưng mà phải chọn những cái bất động sản tốt, những cái bất động sản đẹp mà giá rẻ nữa kia thì họ mới mua, giá ngộp họ mới mua. Chứ không phải là họ xuống tiền một cách dễ dàng như những năm trước. Còn cái giá thì hồi nãy mình nói rồi đó. Mặc dù đã giảm 30-50% nhưng mà họ cho rằng cái giá đó vẫn chưa hợp lý. Cái giá chưa hợp lý thì nó phải giảm xuống. Giảm 50% cào chưa vào thì giảm thêm 60% chưa vào nữa thì giảm còn 30, ví dụ như vậy. Vì nguyên lý khi nào mà nó giảm đến một cái vùng nào đó nó hợp lý thì tự nhiên cào nó sẽ nhảy vào đó. Thế mình giá bây giờ nó giảm khoảng 60% là thuộc loại cũng nhiều hơn rồi đó.
60, tối đa là 70. 70 đất thuộc lộ quá 6 kìa. Chứ còn đất quanh quanh khu vực mình giảm khoảng 30 gì đó. Giảm 30 hết rồi. Các khu đô thị bên đây giảm 30 hết rồi các bạn. Còn đất đô thị nhưng mà chưa ra sổ là giảm đến 50. Như vậy là nó phụ thuộc vào dòng tiền và giá cả. Hai yếu tố đó cực kỳ quan trọng và khác với nhau. Khi nào giá nó rơi về một cái vùng hợp lý thì người dân sẽ quay trở lại thị trường. Còn dòng tiền ở đây là dòng tiền của các nhà đầu tư, dòng tiền của người dân. Một phần từ tiền tự có của người dân, một phần là người ta vay được ngân hàng thì người ta sẽ quay trở lại thị trường. Khi dòng tiền của ngân hàng mà cho vay trở lại, các bạn là cái giá nó sẽ đẩy lên lại rất là nhanh. Đó. Cơ bản bây giờ dòng tiền nó không có. Nhưng bây giờ người ta có mấy đồng thì họ giữ chứ họ đâu có dám bung ra đâu. Ra ngân hàng vay thì các bạn biết mình đi vay khó lắm nè. Nợ xấu của ngân hàng hiện bây giờ đang rất là cao rồi. Vừa rồi thông báo gửi đến với các bạn đó. Nếu tính đúng tính đủ là nợ xấu ngân hàng trên 6% rồi. Đây vừa rồi công bố kết quả kinh doanh là lợi nhuận của ngành ngân hàng nói chung á là giảm sút. Quý 3 vừa rồi công bố rồi đó. Ngành thép, ngành xây dựng, bất động sản giảm khá là sao. Cách đây mấy ngày mình đọc cái thông tin thống kê của trong web bất động sản.com á, mức độ quan tâm bất động sản của các phân khúc luôn á, trên cả nước đều giảm rất là sao. Giảm đến 50-70%. Như vậy là các nhà đầu tư, người dân vẫn chưa có mặn mà gì đến đầu tư bất động sản. Tại vì sao mà mức độ quan tâm nó giảm sao đến như vậy? Có nghĩa là họ không có lang thang lên đó để người ta xem giá cả, người ta tìm hiểu thông tin về bất động sản. Lượng đăng tin thì nhiều nhưng mà lượng xem rất ít đó, các bạn hiểu là như vậy. Khi nào mà cái lượng xem, cái lượng quan tâm nó nhiều lên, có nghĩa là cái nhu cầu tìm mua bất động sản nó sẽ cao hơn, thì xác suất xảy ra giao dịch nó sẽ cao hơn. Còn bây giờ người dân, nhà đầu tư họ không quan tâm, họ không đó hò là gì đến cái việc mà lên những website đó tìm, là các bạn biết là bất động sản của chúng ta nó còn trầm lắng một thời gian nữa. Còn có tiền mua hay không thì tùy theo quan điểm của mỗi người thôi, tùy theo cách nhìn. Thế còn bây giờ tư vấn thì chỉ nói chung chung như vậy thôi. Khu vực mình sinh sống nếu đất nó đẹp, giá cả hợp lý, mình theo dõi khu vực đó mình biết khá là lâu rồi, nó giảm 30-50% gì đó. Đất có sổ ngon lành, có hạ tầng, gần cái nơi mình ở có tiền ít, có thể mua để dành sau này cho con, cho cái, ví dụ như vậy. Những người có tiền hơn thì mua những cái bất động sản đẹp. Những cái nơi nào mà có khả năng là mua xong mình làm sơn sửa lại để cho thuê, hay là ở kinh doanh gì đó, tùy nhu cầu con người rất là đa dạng. Nói tóm lại có tiền mặt thì tính rất là dễ, không có tiền mới là khó. Các chuyên gia thì lúc nào họ cũng khuyên nhủ, người ta nói là việc của họ. Còn thị trường là nó đi theo tiếng nói của thị trường. Nói chung là thị trường luôn luôn đúng, còn chúng ta nhận định là có đúng có sai. Vừa rồi một số anh em quay phim và đăng lên một số kênh YouTube đó. Các bạn biết là rất là nhiều nhà đầu tư hiện bây giờ đang mắc kẹt những cái bất động sản đất nền này.
đặc biệt là bất động sản nhà phố shophouse house gì đó ở Phú Quốc rất là nhiều. Mà những căn shophouse house đó giá toàn mấy chục tỷ một căn. Có thời điểm mà ra hàng là có người mua đến 20 đến 25 tỷ, thậm chí là 30 mấy tỷ một căn. Nhưng mà bây giờ các bạn biết là không có ai về đó ở, không có ai về đó buôn bán ra đó. Toàn bỏ không, bỏ không, bỏ không hết. Giá bây giờ nó đã giảm 20-30% rồi. Và các bạn biết là các nhà đầu tư đó mua đó lỗ là lỗ mà lỗ nặng luôn. Mua hầm mấy tỷ mà lỗ 30% là các bạn biết là nó bay được bao nhiêu tỷ. Các chuyên gia nhiều khi họ nói họ nói chung chung vậy thôi, đi hiện trường mới thấy các nhà đầu tư đang rất là đau khổ, các khoản đầu tư của mình đang bị bào mòn. Rồi ngày nay đi tập thể dục có một vài câu chuyện gọi đến với các bạn như vậy thôi. Bye, chào các bạn ạ.